Mến chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món gà nấu lá vàng. Món này ăn với bún hoặc với cơm rất ngon. Đây là rau sống chúng ta ăn kèm ha. Đây là rau quế, màu gai, cải bẹ, cải bắp, chuối, chuối cây sắc mỏng, ngò muống. Các loại rau này khi mà lẩu nó sôi á, chúng ta nhúng vào chúng ta ăn, hoặc là bắt cho nó với bún ăn rất là thơm ngon. Cái nguyên liệu chính là lá vàng các bạn. Lá vàng này mua ở siêu thị nào nguyên bó về lặt rửa sạch. Gà thì nửa con, người khác gia vị là sả băm, tỏi băm, hành tím, sắc mỏng với sả cây ha các bạn. Các nguyên liệu nêm nếm gồm có nước mắm, bột ngọt. Bột ngọt ta xài khoảng 1 muỗng canh ha, muối bọt cũng 1 muỗng canh luôn, đường, cát trắng 1 muỗng canh, nước mắm thì chúng ta xài 2 muỗng canh. Giờ chúng ta đập dập sả, rồi cắt khúc khoảng 5 phân, 5cm đó. Để chút chúng ta cho vào chúng ta xào, để lấy cái mùi thơm, mùi hương của sả đó. Nửa con gà này khoảng 700g. Mình mua thì có bộ đồ lòng luôn. Gà thì mình chặt miếng ha, miếng khoảng chặt miếng dài khoảng 2 phân 3 phân gì đó, tùy theo mỗi người thích thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phi tỏi với hành, rồi bỏ sả vô xào cho nó thơm ha các bạn. Khi tỏi vừa vàng thì mình bỏ sả vô xào, xào một chút cho nó sả lên mùi thơm ha. Rồi xong mình cho gà vô mình xào cho thịt nó săn lại. Lúc này mình giảm lửa chút xíu. Cái xào đảo đều cho thịt gà nó săn lại các bạn, với nó thơm. Mình cho khoảng 1 muỗng cà phê, 1-2 muỗng cà phê nước mắm, rưới đều lên thịt. Rút cái mùi thơm của nước mắm vô, thơm rất là thơm luôn.
Rồi mình tiếp tục mình đảo ha. Rồi trong thời gian này mình cũng nêm luôn các bạn ơi. Mình nêm gia vị đó, cho nó thấm vô con gà luôn. Muỗng canh bột ngọt ha. Muỗng canh muối lưng thôi. Muỗng canh đường. Hơi khô quá thì mình thêm một chút xíu nước lạnh xíu thôi, để cho đường nó cháy. Rồi mình xào tiếp ha các bạn. Xào cho thịt gà nó hơi chín thôi. Đó khi xong rồi đó, bây giờ mình cho nước vào. Ở đây mình dùng khoảng 1 lít 6 nước, 1600 ml đó các bạn. Rồi mình đổ nước lạnh vào, rồi mình nấu, cứ để nấu sôi thôi. Nấu khoảng 10 phút 15 phút gì đó cho gà nó mềm. Rồi trong thời gian nó đang sôi đó thì nó sẽ có bọt rồi với mỡ đó, có xíu mỡ thì mình vớt bọt với vớt bớt mỡ ra. Rồi đến cái phần lá vàng này thì mình vò ha, mình vò bỏ vào bọc ni lông á, nát ra. Để mình nấu nó thơm. Cái lá vàng này thì khi bỏ vô cái nồi nước lẩu á, nó sẽ có cái độ chua với thơm. Vò cho nhuyễn ha. Bỏ vào bọc thì mình bóp ha, bóp cho nó nhuyễn. Bây giờ mình thử coi thịt gà nó chín chưa ha các bạn. Lấy chiếc đũa mình xơm thử coi. Đó, rồi vô tới trong rồi, sơn nó nhẹ giữa cái lớp thịt với cái xương á, mình sơn vô nó nhẹ là đã biết nó chín rồi, nó mềm. Rồi mình bỏ cái lá vàng mình vò nát hồi nãy ha, bỏ vô chảo lẩu ha. Lá vàng này nó có độ chua rồi thơm the the, rất là đặc trưng, chua dừa chứ không phải nó chua như me.
Rồi sau khi mình cho nó sôi khoảng 1-2 phút nữa thì mình bắt đầu nêm nếm ha. Hồi nãy thì gia vị thì mình nêm rồi, trước khi mình lúc mình xào gà rồi. Giờ mình thêm nước mắm và tùy mấy bạn nè. Nêm nếm sao cho nó vừa ăn khẩu vị của mình. Ở đây là mình chỉ thêm một xíu nước mắm nữa thôi. Khoảng nửa muỗng canh nước mắm nữa. Tại mình thấy nó còn hơi lạc. Tùy khẩu vị của các bạn gia giảm ha. Cái lẩu này thì mình ăn với mắm trong với ớt. Để mình múc thử một cục thịt ra mình thử ha các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Mùi thơm là của lá vang. Thơm phức hả? Gà thì nó mềm. Rất ngon. Chua chua the the. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy thích thì cứ làm thử ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt.